giáo sư, bệnh viện của tôi nhiều bệnh nhân quá, xếp hàng rất lâu, phải làm sao đây? Ê, bạn không thấy sao? Có thể điều tiết lượng người, động tay một chút là giải quyết được. Giáo sư, bệnh viện không có bệnh nhân phải làm sao? Ở đây còn phải có đơn sao? Có máy bay trực thăng không? Chẳng phải còn có phe vé hỗ trợ kéo bệnh nhân sao? Giáo sư, y thuật của bác sĩ bên tôi kém còn lười biếng suốt ngày. Ở đây có rút 10 lần, có tỷ lệ cao ra tinh anh siêu cấp, hoa đà không ngon sao? Động cơ vĩnh cửu Cubit không tốt sao? Giáo sư, bệnh viện của tôi không tài nguyên phải làm sao? Các anh chị ơi, nè, code quà BVKT888, nhận lấy, nhắc lại lần nữa, BVKT888, code quà, màu đến nhận phúc lợi, kinh doanh bệnh viện kỳ thú của bạn nào.